Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Thương Nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, cách đây không bao lâu thì Đông Dương lại ra một clip nữa và lần này thì tỏ vẻ rất là hối lỗi và xin mạng xã hội hãy tha thứ cho sự sai lầm của mình. Còn có tha thứ hay không thì tùy theo quan điểm của từng người một. Chắc tất cả trong chúng ta ai cũng biết rằng lần thứ nhất Đông Dương có ra một clip và nói rằng không có ra làm chứng vì không biết đó là di chúc miệng và chỉ quay lại video, chỉ làm hình ảnh hoài niệm những cái kỷ niệm ở bên cậu Năm mà thôi. Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta thấy rõ ràng là có chữ ký của Đông Dương trên cái bản lập phim bằng đó các bạn. Thì như thế cộng đồng mạng đã tẩy chay Đông Dương vì cái sự gian xảo và không thật lòng của Đông Dương. Nếu mà lần đó Đông Dương nói ra rõ ràng hết tất cả mọi sự việc thì có lẽ khán giả và mạng xã hội đã không tấn công Đông Dương như lần này và họ đem cả gia đình, cả hình cha mẹ của Đông Dương ra để bè diễu nữa. Sự sai lầm này có đáng tha thứ hay không? Bây giờ chúng ta cùng với nhau lắng nghe để bạn Đông Dương này nói gì các bạn ha. Xin chào cả nhà. Duy xin gửi lời đến anh chị em, bạn bè đồng nghiệp và những người đã yêu thương và luôn tin tưởng Dương. Trước tiên Duy xin nói về cái nội dung mà vi bằng mà Dương đã ký. Dương cũng đã đọc và nội dung trong đó là xác nhận cậu Năm có nói như vậy trong thời điểm đó. Và ngay lúc đó có mặt Dương ở đó nữa. Không phải gì chúc miệng gì hết như mọi người nghĩ. Nhưng sau đó mọi chuyện là đi quá xa. Nên Dương có yêu cầu bên lập vi bằng là hủy và Dương khẳng định là Dương không tham gia làm chứng gì cả. Mấy ngày qua thì Dương có làm lý để nói lên quan điểm của mình. Nhưng không biết sao ngay cái thời điểm này vi bằng lại xuất hiện tràn lan trên cộng đồng mạng và một lần nữa lại lâu kéo Dương vào với chuyện này. Thật sự Dương không muốn. Dương xin nhắc lại là vi bằng Dương đã ký trước khi Dương nhận ra vấn đề là Dương đã làm lý để nói lên cái suy nghĩ của mình. Và thời điểm Dương làm lý là Dương đã yêu cầu hủy rồi, Dương không tham gia. Mấy ngày qua bạn bè đồng nghiệp, anh chị em yêu thương khuyên Dương là nên im lặng, tốt nhất là nên im lặng. Nhưng mà có một số clip lại đưa lên những cái hình ảnh mà có gia đình của Dương, có ba mẹ Dương và trong đó là thật sự rất là buồn. Mọi người nghĩ Dương như thế nào cũng được, nhưng mà có hình ảnh ba mẹ thì thật sự Dương nhói lắm. Và có anh chị em khuyên là im lặng vì lý do là người ta đã cố tình đưa cái vi bằng lên để công kích mình. Thì Dương xin làm clip này để nói cho mọi người hiểu rõ hơn. Dương đã sai, xin lỗi tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Qua cái đoạn clip vừa rồi của Đông Dương, chúng ta cũng thấy có một xíu vấn đề nó hơi sai sai ở trong đó. Vấn đề là Đông Dương có nói rằng khi mà ký đó là trước khi nhận định ra được cái câu chuyện này. Nhưng mà phải chi lúc đó, cái clip trước á, Đông Dương nói ra luôn đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra và người ta sẽ biết rằng ai đã lợi dụng Đông Dương làm chứng và Đông Dương cũng không bị gắn cái mác là thằng làm chứng, không các bạn ha. Cho nên câu chuyện này hơi quá xa. Bây giờ cái sự mà tha thứ của khán giả nó cũng khó nữa, thực sự là như vậy nữa. Để mình đọc những cái bình luận của các bạn trong cái clip vừa rồi của Đông Dương để chúng ta nghiên cứu thêm và chúng ta càng phân tích coi Đông Dương có đáng tha thứ hay không.
sau cái clip này nữa các bạn ha. Và mong rằng không có cái clip nào của Đông Dương ra nữa. Bạn Quanh Nguyễn Hoàng thì trả lời: quá muộn rồi còn gì mà giải trình nữa anh chàng ca sĩ Đông Dương. Nguyễn Thanh Trúc: em vừa xem clip này và ngước mắt lên nhìn thấy hình ảnh của cậu Năm mà thấy bỗng dưng lòng xót xa quá. Christopher Trương: nên nhớ di chúc bằng miệng có hiệu quả chỉ khi nào có người làm chứng, nhưng phải có hai người lận. Người làm chứng phải là hàng xóm lâu năm, không phải là gia đình, thân nhân, bạn bè đứng ra làm chứng, nó sẽ sanh ra mâu thuẫn. Di chúc bằng miệng phải được làm liền 5 ngày trong vòng 5 ngày với chính quyền sở tại. Nếu di chúc bằng miệng làm sau này, nó sẽ không có hiệu quả khi đưa ra tòa. Phụng Diệp: đây là một bài học đắt giá, phải không Đông Dương? Chọn bạn mà chơi nhé, Đông Dương ơi. Tayam Minh Vi: nạn nhân gì đâu, không phải là con nít, tẩy chay là đúng. Tuấn Như: sao vậy Đông Dương? Bị bạn tốt nó lừa rồi à? Dù sao, đây cũng là bài học đau đớn và rút kinh nghiệm nhé. Bùi Thị Thanh Nhã: mọi người hãy bỏ qua cho Đông Dương đi, anh ấy cũng là nạn nhân thôi. Hoa Hồng: lời nói và hành động mâu thuẫn, nhìn vào là thấy ngay đồng bọn, không tin nổi. Nói nào ngay ra mình cũng theo nhận định cái sự thu thiện của mình thì có lẽ là Đông Dương cũng không có biết cái mức độ tội tàn như thế này. Tại vì có làm chứng hay không làm chứng gì vậy, tôi nghĩ rằng Đông Dương cũng chẳng có lợi ích gì trong cái câu chuyện này đâu. Còn các bạn ha. Lê Thị Yên Mai: Đông Dương ký trong vi bằng quá khờ dại, vì vi bằng không có giá trị pháp lý và clip đó đã quay vào năm 2021. Tuyên Nguyễn: Đông Dương đâu phải con nít, vi bằng ký tên đàng hoàng mà tại sao đối xử với cậu Năm như vậy? Cậu Năm là ân nhân của Đông Dương mà. Hồi nãy cái bạn mà Lê Thị Yên Mai nói là cái video đó là cái clip 2021 thì đúng rồi, cái clip đó lâu rồi. Bây giờ có lập vi bằng ra có 100 cái clip đó cũng không có ăn nhầm gì hết trơn á. Nguyễn Ngọc Bích: Đông Dương ơi, tình hình cho thấy căng hơn rồi Đông Dương ơi, khó cứu vãn lắm em ơi. Tú Nguyễn: nếu biết thì đừng làm, đã làm thì đừng có thanh minh gì nữa hết. Một bạn tên là Chi Chi Thi Thi: thôi thằng này nói hai lời, không làm chứng mà sao ký tên, thật là vô lý. Danh Quỳnh: dính vô mẹ con của Phượng Rùi là có cái kết không tốt đâu, nên xa lánh mẹ con nó ra đi. Trương Ngọc Hương: cũng tội nghiệp cậu ấy bị vạ lây. Vân Nguyễn: thôi bị bạn thân lừa rồi, phải không, coi như hai đứa về quê cắm câu, rút kinh nghiệm. Có người bạn tốt như vậy là Phượng Rùi đó. Đa số thì mọi người cũng thấy rằng là những lời bình luận nói rằng là theo cái chiều hướng là Đông Dương bị Hồng Phượng lợi dụng trong cái câu chuyện này là nhiều hơn. Còn mà lợi ích Đông Dương có khi làm chứng này thì tôi thấy cũng chẳng có lợi ích gì. Hồng Phượng cũng đâu có tiền hay là đâu có gì đâu để cho Đông Dương. Có thể trong cái lúc đó làm chứng cái đó, tại vì là bạn bè với nhau hơn nữa, Hồng Phượng là cháu của Vũ Linh, thì có chỉ thể là nhờ cái danh tiếng của Hồng Phượng qua cái tên tôi Hồng Phượng để nhờ Vũ Linh giúp đỡ trong con đường sự nghiệp mà thôi. Đó là cái lợi ích mà tôi chỉ thấy được. LX Hùng Nguyễn: không phải là nạn nhân, thời điểm trước đây Đông Dương định ôm đùi Hồng Phượng, nhưng giờ đây do bị cộng đồng tẩy chay, anh ta xoay vòng vòng, nửa muốn ôm đùi Hồng Phượng, nửa muốn buông ra. Nguyễn Tài: thôi chúng ta hãy tha cho em ấy, tha cho em Đông Dương đi, thấy em ấy cũng tội. Nếu từ Di trở về sau, nếu em mà cũng phe với bé Phượng thì chúng ta
hãy cho em ấy ăn hột gà ung. Thì từ đây trở về sau dĩ nhiên là Đông Dương không dám liên lạc hay trả lời phone điện thoại của Hồng Phượng nữa, chứ đừng nói chi là liên lạc hay này kia nọ nữa, ai đứng về phía Hồng Phượng nữa. Bây giờ nói cho các bạn nghe, thật sự bây giờ á, Hồng Loan mới là nhân vật chính, mới là cái người mà đáng được yêu thương. Và hiện giờ cô ta cũng đã đang nhờ chính quyền và kêu gọi tất cả khán giả nào yêu thương ba của cô ta, và đã gửi tiền về cho ông Sạc Thành nè, cho Hồng Phượng nè, trong Hồng Phượng nè, cho Hồng Nhung nè, cho Kim Nga nè, cho con nuôi của ba Hồng Loan là người tên Sô nè ha, rồi Kim Thoa nè ha. Hãy liên lạc với lại Hồng Loan với tất cả những chứng từ gì đã chuyển tiền về cho họ, để làm ra một lần một ngô ra ngô, khoai ra khoai, để từ đây không còn ai được gian dối gì nữa. Chúng ta tiếp tục với những lời bình luận của các bạn nha. Nga Doanh, Đông Dương chơi với bạn, bị bạn lừa dối ghê quá. Đó cũng là một bài học quý báu cho Đông Dương. Tâm Nguyễn, ký rồi, còn thanh minh gì nữa Đông Dương ơi. Một người nữa tên là Elis Trần, em không biết ai up cái vi bằng lên à. Dễ mà, người nào thân với lại em đó, người nào mà tốt với em đó, thì bây giờ họ làm điều đó. Có lẽ cái người nào mà cùng với lại Đông Dương ký đấy các bạn, người đó úp lên cái đó để bắt đầu là kéo buộc, kêu bằng là không cho Đông Dương ra khỏi bàn tay của mình, bắt buộc Đông Dương phải đi theo cái con đường của họ và những gì mà họ đã vạch sẵn rồi. Nhưng mà bây giờ thì Đông Dương đã bị mạng xã hội lên án và lôi cuốn luôn cả gia đình vào nữa, cho nên chắc cậu ấy cũng quá sợ rồi. Bạn Nguyễn Trúc thì có nói mai mốt muốn ký gì thì phải coi kỹ như bạn nhé. Bạn Lê Trang Thị Thủy thì nói nhìn thằng này u mê con mẹ cám rồi. Cần Mai Thị thì nói đồng bọn bây giờ thì lại lên xin lỗi. Xe Nguyễn, quay đầu là bờ, thôi xin thông cảm và tha thứ cho Đông Dương. Thật ra mình bình luận và coi lại những lời đó, tôi thấy nãy giờ ở nhà, ví dụ có 10 cái bình luận đi, thì 4 cái thì trách Đông Dương, 6 cái thì mong rằng mạng xã hội và khán giả hãy tha thứ cho Đông Dương. Có nghĩa là khán giả cũng vẫn còn có tình cảm với Đông Dương, có một thời đóng phim và cũng gây ấn tượng rất nhiều với là cái gương mặt hiền từ của các bạn ha. Thì tùy theo các bạn à. Mình thì bây giờ là cập nhật tin tức và mình đọc những lời bình luận để cho mỗi người có một cái sự suy nghĩ và cái phán xét từ cái công tâm của mình, có nên tha thứ hay là không. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho đại gia đình của chúng ta và tất cả khán giả, các bạn bè và mọi người được nhiều sức khỏe và một ngày tràn đầy niềm vui hạnh phúc.